tiểu bang Texas hành quyết nữ tử tù vì tội giết người, tin từ Texas. Ngày hôm qua, tiểu bang Texas đã hành quyết nữ tử tội Susan Basso ở nhà tù tiểu bang tại Huntsville, người bị án tử hình vì giết một người đàn ông bệnh tâm thần năm 1998. Bà Basso, hiện nay 59 tuổi, cư dân New York, là nữ tù nhân thứ 14 bị hành quyết tại Hoa Kỳ kể từ khi tối cao pháp viện cho tái lập án phạt tử hình năm 1976 và gần 1.400 tù nhân đã bị hành quyết. Texas là tiểu bang thi hành việc xử tử nhiều nhất trên toàn quốc với 505 nam và 14 nữ tù nhân. Trước đó một ngày, Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực 5 đã phán quyết từ chối việc hoãn thi hành án. Năm 1998, bà Basso quen biết và dụ dỗ ông Louis Musso, 59 tuổi, một người mắc bệnh tâm thần từ New Jersey về Texas, với lời hứa hẹn là kết hôn rồi thủ tiêu ông này nhằm để lãnh tiền bảo hiểm và trợ cấp an sinh xã hội. Xác nạn nhân được tìm thấy trong một bờ mương bên ngoài thành phố Houston với nhiều dấu vết bị hành hạ, đánh đập, tra tấn tàn bạo. Hiện nay ở Hoa Kỳ còn khoảng 60 nữ tử tù, chiếm 2% trong tổng số 3.100 tử tội đang chờ bị thi hành án tử hình.